Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm búp bê nha các bạn. Búp bê bằng một chiếc vớ, hai chiếc vớ này. Vớ này có thể là lấy vớ cũ ở trong nhà mình còn lại mình làm cũng được nha các bạn. Làm rất là dễ thương, mình để ở đầu giường cho bé nó chơi. Bây giờ mình bắt tay vào làm nha các bạn. Thì đối với chiếc vớ này là cũng là chiếc vớ cũ thôi. Các bạn thấy nó có dính không? Mình cắt ngang đây mình bỏ đi các bạn, mình cắt ngang đây mình bỏ ha. Rồi mình bỏ rồi cái mình rong lại các bạn. Rong hai cái đầu này cho nó tròn. Cho cái điểm giữa này mình làm hai cái chân nha các bạn, mình hơi cong cái điểm giữa thôi, hơi cong thôi. Rồi nó cong như thế này nè các bạn. Rồi một lát mình còn rút lại nữa. Bây giờ mình dùng chỉ nè, dùng chỉ mình khâu lại. Đây là cái đôi chân của búp bê nè các bạn. Thì có nhiều cách làm lắm, làm rồi mình phải tưởng tượng chứ không có con búp bê nào nó giống con búp bê nào nha các bạn. Nó có một cái hình dáng là được rồi đó, nó có mắt có tai có mũi là được rồi. Thường thường những con hoạt hình người ta không có giống nhau hoàn toàn đâu nha các bạn, nó không phải như hình thật. Mình lộn trở qua, đưa hai ngón tay lên nha các bạn, lộn trở qua nè, là ảnh cũng đã có hai cái chân rồi đó. Rồi bắt đầu mình cho gòn vô. Mình đẩy nó xuống hai cái chân nha các bạn, đẩy nó xuống thì đẩy cho đều. Đẩy nó xuống. Mình đi kim ngay cổ, cái đường cổ của nó nha các bạn.
rút lại. Mình có cả chỉ màu đen và màu đỏ nữa nha các bạn. Rồi, mình tiếp tục mình đi ở trên đây. Mình gói cái này xuống. Cắt ở đây đây các bạn.
Đây là một cái búp bê nam nè các bạn, rất là xinh, rất là đẹp. Hai cái mặt hớp vô vậy, có lỗ mũi đàng hoàng, cái miệng bé cười nè.